Anh hái gì trên đó vậy? Té bây giờ đó. Mùa đông này lạnh đây, bữa nay lạnh. Ở nhà trồng trồng hết mấy cái cây. À hả? Cái bà ngoại nè. Má. Gần. Đó. Bà ngoại nhổ gần. Đó da, trời lạnh đây. Đó. Mấy cái cây trồng lại hết luôn. Trời, bữa nay bắp cải nó tốt quá má. Lạnh quá.